Xin chào thầy và các bạn, em tên Nguyễn Minh Trường, học lớp đi học trường 42. Hôm nay em xin trình bày về chuyên đề set. Chủ đề hôm nay là oral set. Oral set là một chủ đề khá nóng nhưng nhiều người vẫn ngại ngùng và lo sợ khi nhắc tới, do tâm lý là không muốn nhắc tới chuyện phòng he. Tuy nhiên đây là một gia vị giúp chuyện chăn gối thêm mặn nồng, thú vị nếu bạn biết quan hệ một cách an toàn. Vậy oral set là gì? Oral set là quan hệ bằng miệng, là việc dùng miệng, môi hoặc lưỡi để kích thích bộ phận sinh dục của bạn tình. Cách quan hệ này bao gồm các hành vi là liếm, mút, dương vật, âm vật, hậu môn, âm đạo. Vậy cách quan hệ này có lợi ích và tác hại gì? Cách quan hệ thế nào là an toàn? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây nhé. Những lợi ích của quan hệ bằng miệng là: thứ nhất là người lão quá. Nếu bạn muốn có một khuôn mặt căng mịn và không sử dụng quá nhiều mỹ phẩm thì chúng ta nên thử oral sex, vì trong tinh dịch có chứa chất spermidine có khả năng làm chậm quá trình lão hóa. Việc tiếp xúc với tinh dịch khi quan hệ bằng miệng giúp là một chất chống lão hóa tự nhiên. Lợi ích thứ hai là người ung thư vú. Ung thư vú là thường xảy ra ở người phụ nữ 40 tuổi. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng việc thực hiện oral sex hai lần tinh tần có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú đáng kể. Điều này có thể là do tinh dịch có chứa chất chống ngăn ngừa ung thư vú phát triển. Thứ ba là giảm căng thẳng. Có kết quả nghiên cứu cho rằng phụ nữ tiếp xúc với tinh dịch thường xuyên sẽ ít căng thẳng hơn, bởi vì trong tinh dịch có cortisol, estrogen, oxytocin. Vậy nên việc quan hệ bằng miệng là cách giảm stress hiệu quả, giúp bạn có lối sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thứ tư là kiểm soát huyết áp. Tinh trùng giúp phụ nữ kiểm soát huyết áp, phòng bệnh, có thể phòng bệnh tiền sản giật. Nếu bạn muốn thư giãn và kiểm soát huyết áp thì nên hãy thử oral sex xem sao nhé. Lợi ích thứ năm của việc oral sex là cải thiện trí nhớ. Giới trẻ hiện nay có nhiều cái thói quen ảnh hưởng trí nhớ như là thức khuya và chơi điện thoại nhiều. Một cách dễ dàng để khỏe mạnh hơn là ở oral sex, vì trong tinh dịch có nhiều chứa chất tốt cho não. Lợi ích thứ sáu là giúp ngủ ngon. Tinh dịch có chứa melatonin giúp bạn ngủ ngon đấy. Thứ bảy là giảm đau. Oxytocin, enolobin và một số dưỡng chất có trong tinh dịch có chức năng giảm đau. Bên cạnh nhiều lợi ích như thế, oral sex vẫn đem nguy cơ tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho cơ thể như là ung thư vòm họng. Theo ông Otis Raleigh từ Hiệp hội Ung thư của Hoa Kỳ cho biết, bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng nếu oral sex không an toàn. Có là lý do đó là do nhiễm HPV, một loại virus gây ung thư vòm họng, và viêm amidan. Nhưng một nghiên cứu trên tờ New England Journal of Medicine 2017 cho rằng việc quan hệ với hơn 60 bạn tình mới có nguy cơ ung thư vòm họng cao. Vậy ung thư vòm họng do nhưng ung thư vòm họng với HPV lại dễ chữa trị hơn là do hút lá và do rượu. Cái nguy cơ thứ hai có thể xảy ra là ảnh hưởng tới mối quan hệ do stress, do tâm lý ngại ngùng, sợ hãi, lo lắng và những biểu hiện của bản thân đối với suy nghĩ của bạn tình của mình. Thứ ba là tăng nguy cơ lây lan STD nếu không sử dụng biện pháp phòng ngừa tốt. STD là một số bệnh quay qua đường tình dục như là HPV, herpes, giang mai, lậu, HPV, viêm gan, phụ thuộc. Cái đó thường phụ thuộc vào số lượng bạn tình, xu hướng tình dục và thế quan hệ. Vậy là cách quan hệ bằng miệng mà an toàn và hiệu quả là luôn sử dụng bao cao su, luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, khám sức khỏe định kỳ để tránh các bệnh tiềm ẩn. Qua những lợi ích và tác hại thì bạn muốn tìm kiếm một số bí quyết thì có thể tìm hiểu thêm trên internet. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của lớp chúng tôi.